Mình thấy bộ dàn mà bên Trường Thành Audio cung cấp đáp ứng về vượt ngoài cái mong đợi Dạ. về cái chất lượng âm thanh, Dạ vâng ạ. dạ, và cái hình thức của bộ dàn rất là tuyệt vời. Dạ. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào toàn thể quý vị các bạn thân yêu. Và hiện tại thì Quang Tùng đang có mặt tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý vị và các bạn, để lắp đặt một bộ dàn karaoke 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Và trong cái cấu hình này thì được rất nhiều quý vị và các bạn quan tâm, và cũng rất nhiều các đơn đặt hàng của Trường Thành Audio rồi. Và ngay bây giờ thì Quang Tùng và quý vị chúng ta hãy cùng vào và khám phá cái không gian lắp đặt của ngày hôm nay, và một trong những cấu hình mà siêu siêu hot đó, chỉ trên 20 triệu nha quý vị và các bạn. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào và khám phá không gian lắp đặt của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có một không gian vô cùng là đẹp rồi, và Quang Tùng cũng đã setup này và cài đặt tất cả các sản phẩm cho gia đình nhà anh Lợi rồi. Và quý vị có thể cảm nhận thấy đúng không ạ, không gian của chúng ta thì rơi vào khoảng tầm độ dưới 25 m² trên 20 m nha. Và không gian được thiết kế thì vô cùng là tuyệt vời, rất đẹp này. Và để mở cấu hình này của chúng ta trưng bày vào đây thì vô cùng là hoàn hảo và tuyệt vời rồi. Và trong cái cấu hình mà Quang Tùng có thể giới thiệu là siêu hot nha quý vị và các bạn, siêu hot, rất nhiều quý vị và các bạn đã sử dụng rồi. Và trong cái cấu hình này thì chúng ta có một cặp loa đến từ thương hiệu Paramax. Đây là một mẫu loa cao cấp đến từ thương hiệu Paramax D88 Limited nha quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn đã xem kênh YouTube của Trường Thành Audio thì chắc chắn là không xa lạ gì với cặp loa của chúng ta rồi. Và để mà khai thác được cái hết cặp loa của Paramax của chúng ta thì với một cấu hình siêu hot nha quý vị và các bạn, ở phía bên dưới của chúng ta thì có một mẫu cục đẩy đến từ thương hiệu Crown T3 của Mỹ nha quý vị và các bạn. Đây là một mẫu cục đẩy hai kênh, mỗi một kênh thì cho ra công suất là 300W, ở trở kháng là 8 ohm nha quý vị và các bạn. Và bên trên của chúng ta thì có, phải gọi là linh hồn của cái bộ dàn ngày hôm nay, với một mẫu vang cơ kỹ thuật số đến từ thương hiệu Vatasa KS8 Luxury. Đây là một mẫu vang cơ vô cùng là đẹp mắt và rất nhiều tính năng. Nhưng mà Quang Tùng, bây giờ Quang Tùng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái tính năng chính của cái mẫu vang cơ kỹ thuật số của chúng ta nha. Thì được sử dụng chip DSP của Mỹ, cho ra độ giải nén lên tới 32 bit này. Và một tính năng vô cùng quan trọng đó chính là feedback nha, feedback chống hú. Và với mẫu vang cơ kỹ thuật số của chúng ta thì khác hẳn so với những cái mẫu vang cơ thông thường. Nếu mà quý vị và các bạn đang nghiên cứu với mẫu vang cơ rồi thì không còn xa lạ gì, với mẫu của chúng ta thì hoàn toàn là mới nha. Và có cả thêm revert, đó, có cả thêm revert time. Với những cái mẫu vang cơ thông thường thì chúng ta sẽ không có revert đâu, một chế độ thì hát chuyên nghiệp vô cùng là hay. Và được trang bị thêm này Bluetooth 5.0 và rất nhiều các tính năng trong đó. Quý vị và các bạn chỉ cần sử dụng một cái tô vít thôi là chúng ta có thể điều chỉnh được tất cả các giải ở trên mẫu vang cơ kỹ thuật số này của chúng ta. Và ở đằng sau cái mẫu vang cơ của chúng ta thì có thể cắt được crossover của loa sắp nha quý vị và các bạn. Nếu mà quý vị và các bạn đang dùng một mẫu sắp hơi thì chúng ta có thể dùng được mẫu vang cơ này để cắt crossover của cái chiếc loa sắp hơi đó. Và rất là tiện dụng, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh được giải bass này, giải chung, giải chép của phần music và micro, hay là điều chỉnh được effect này, delay, JPEG, vô cùng là tiện lợi và đơn giản. Đây có thể nói là linh hồn của bộ dàn của chúng ta ngày hôm nay. Và với thương hiệu Vatasa nha quý vị và các bạn, phải có tem của nhà nhập khẩu, công ty quốc tế nhập khẩu TTP thì mới là những cái sản phẩm chính hãng nha quý vị và các bạn. Chắc chắn rồi, trong một cái cấu hình mà để hát karaoke thì không thể nào mà thiếu được một bộ micro được. Và bên trên của chúng ta là một bộ micro Vatasa T500. Đây là một mẫu micro ở phân khúc tầm trung nhưng mà cho ra chất lượng âm thanh thì vô cùng tuyệt vời, có thể nói là Quang Tùng nhận xét là hay nhất ở trong phân khúc nha. Và với tay micro của chúng ta thì được thiết kế vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Ở bên dưới thì chúng ta có lớp sơn đó, giúp cho chúng ta thể là chống bám vân tay này, chống xước. Và bên trên của chúng ta sẽ là chụp lưới inox đó, giúp chống rỉ sét. Chúng ta có thể sử dụng bộ micro này 575 và vẫn hoàn toàn đẹp. Và với một mẫu micro đến từ thương hiệu Vatasa được design bởi người Nhật Bản nha quý vị và các bạn, thì chúng ta có những cái tính năng vô cùng và tiện lợi như là cảm biến gia tốc này, hay là cảm biến tự ngắt này. Khi mà chúng ta có cảm biến gia tốc mà chẳng may chúng ta cầm
mà chúng ta chẳng may chúng ta làm rơi cái mẫu micro của chúng ta xuống, thì cảm biến gia tốc sẽ hoạt động, sẽ tự ngắt, giúp cho chúng ta bảo vệ hết tất cả những thiết bị màng loa của chúng ta. Và trong một cấu hình vô cùng và tuyệt vời đây của chúng ta rồi, thì bây giờ Quang Tùng sẽ test thử cho quý vị và các bạn chất lượng music này hay tiếng micro, để quý vị và các bạn hãy cùng đánh giá xem chất lượng sản phẩm của cấu hình ngày hôm nay nha. Và vừa rồi thì Quang Tùng cũng đã test thử cho quý vị và các bạn một đoạn music rồi. Quý vị và các bạn nhớ đeo tai phone vào để chúng ta có thể cảm nhận một cách chân thực nhất với cái cấu hình ngày hôm nay nha. Và ngay bây giờ thì Quang Tùng sẽ test cho quý vị và các bạn thử chất lượng của bộ micro đến từ thương hiệu Vatasa, được đội ngũ design đến từ thương hiệu Nhật Bản nha. Lên 1, 2, 6. Alo. 1, 2, 6. Sorry. Alo. 1, 2, 6. Alo. 1, 2, 6. Sorry. Alo. Đó, quý vị bạn cùng cảm nhận thấy đúng không ạ? Và chắc chắn rồi, rất nhiều quý vị và các bạn cũng có thắc mắc là Quang Tùng đi cài đặt và setup này sẽ có những cái bộ dàn mà nhiều echo hoặc là nhiều reverb. Và chắc chắn rồi, mỗi một gia chủ của chúng ta và mỗi một quý vị khách hàng đều có một cách thức cảm nhận âm thanh khác nhau, và mỗi người sẽ thích một cái chế độ cài đặt khác nhau nha quý vị và các bạn. Chính vì vậy thì Quang Tùng sẽ cài đặt và setup theo đúng cái sở thích của quý vị và các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn anh Lợi, gia chủ của cấu hình ngày hôm nay, xem cảm nhận của anh Lợi về cái chất âm bộ dàn ngày hôm nay của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn anh Lợi, gia chủ của chúng ta ngày hôm nay nha. Dạ rồi, em chào anh Lợi ạ. Dạ. Và cho em phỏng vấn anh một xíu nha. Dạ vâng. Và em ấy thì cũng đã lắp đặt này và bàn giao tất cả các thiết bị cho anh rồi. Thì anh có cảm nhận gì về cái chất lượng âm thanh và cấu hình ngày hôm nay không ạ? Mình thấy bộ dàn mà bên Trường Thành Audio cung cấp đáp ứng về vượt ngoài cái mong đợi. Dạ. Về cái chất lượng âm thanh. Dạ, vâng. Dạ. Và cái hình thức của bộ dàn rất là tuyệt vời. Dạ. À, cho em hỏi một xíu nữa nha. À, không biết ý, là anh Lợi thì cũng là khách hàng mà mua hàng online, không biết là anh đã tìm hiểu qua website này hay là qua kênh truyền thông nào không ạ? Mình trước khi mua thì mình cũng quyết định lấy làm hợp tác với Trường Thành. Dạ. Thì mình cũng có tìm hiểu trên kênh YouTube của dạ. đơn vị mình. Dạ, vâng ạ. Sau đó thì mình lên website. Dạ. Website tìm hiểu sâu thêm. Dạ, vâng. Và sau 2 ngày thì mình quyết định là lấy bộ cấu hình như này. Dạ vâng. Dạ. Và em hỏi anh một xíu nữa nha, là khi mà anh mà đặt cọc của bên em ý, thì tất cả các bộ dàn online thì bên em đều tất cả đều phải đặt cọc hết. Thì không biết là liệu lúc mà anh đặt cọc ý, thì anh có thấy cảm giác như là bị lừa hay là mình có cảm giác gì không ạ? Đó. Là không. Tại vì mình qua kênh YouTube mình thấy đội ngũ bên mình làm việc, mình tạo cho mình được cái sự yên tâm. Dạ. Vâng. Không nên khi mà đơn vị yêu cầu đặt cọc là mình đặt cọc ngay và không có suy nghĩ là có cái gì đó ở trong đây hết. Dạ. Và đội ngũ tư vấn rất nhiệt tình và lắp đặt nhanh chóng, tạo yên tâm và niềm tin cho người tiêu dùng. Dạ vâng, dạ rồi, em cảm ơn anh Lợi rất nhiều. Dạ, em Quang Tùng thay mặt Trường Thành thì chúc anh và gia đình luôn luôn có sức khỏe và thành công cho cuộc sống. Dạ. Chúc, anh cũng thay mặt gia đình chúc công ty Trường Thành Audio và các em cũng sức khỏe, kinh doanh thì thành công, gặp nhiều may mắn. Dạ, và em cảm ơn anh. Quang Tùng cũng đã phỏng vấn gia chủ ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và đối với quý vị và các bạn nào đang muốn quan tâm đến cả cấu hình bộ dàn hoặc là muốn nâng cấp những cái sản phẩm thiết bị của Trường Thành Audio thì hãy truy cập vào website chuyên nghiệp của Trường Thành Audio hoặc là gọi điện thoại đến số hotline của Trường Thành Audio để đội ngũ của Trường Thành Audio có thể tư vấn cho quý vị và các bạn một cách chuyên sâu nhất
Số điện thoại hotline của Trường Thành Audio là 0817 36 5555 và 0586 79 8888. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Quang Tùng lắp đặt một cái bộ combo rất hay của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.